Kính chào quý anh chị và các bạn, em là Nguyễn đây. Hôm nay em cùng gia đình mấy đứa nhỏ đi khám phá núi Bà Đen. Xin hào mà. Hôm nay em đi đường bộ, không có đi cáp. Thì cho mấy đứa nhỏ đi trải nghiệm thử leo núi như sao. Trời cho nên hôm nay cũng hơi nắng. Mà trời thì đẹp mà nắng. Thấy cũng vắng khách du lịch, hay người ta đi cáp treo hết rồi đó. Thì cái đường này đường lên dẫn lên núi nè đó, anh chị thấy bắn khoe trời cũng tương đối nắng á. Chuẩn bị vô đó, mát hay không? Mình đi leo núi Bà Đen này cứ thông thả từ từ đi thôi. Mệt thì nghỉ. Kiếm chỗ mát đi anh ơi. Rồi leo lên đi. Cái nước nó 3.000. Kiếm cho mát đi, đừng có chạy. Đi từ từ không thả thôi. Còn xa lắm á. Ba nói ơn đừng có chạy ơn ơi. Nói núi có khỉ, cậu cha lớn em nói sẽ xách cho chú lên cho khỉ ăn. Xách từ túi xanh ở dưới chân núi xách lên. Thiệt tình. Đó, mình leo núi ạ. Ba thằng giáp luôn hả? Trời tờ ơn. Mệt quá nghỉ nha ơn nha. Trời ơi chú Phi. Trời tờ đi giờ tờ thôi. Nhìn thằng chị Út em mà nó giống cậy đi, thấy thương ghê. Lúc này là cũng hơi mệt rồi đó. Từ từ. Nếu mà quay nguyên cái video dài là núi còn dài lắm, còn nghỉ mệt nữa, lúc này là cũng hơi mệt rồi. Thấy gán không? Ghê không? Gậy đi. Thương ghê chưa? Chào mình có đi sao đó, mình sợ nó té.
Thì sau gần một tiếng đồng hồ, tính luôn thời gian một tiếng đồng hồ mình cũng lên lên được tới cái chỗ mà chỗ nào ta, điện Bà Đen. Dịnh vô núi nó dài lắm chứ không phải nó ít dài đâu mà anh chị em. Leo núi nếu mà đi đường bộ thì cũng phải cân nhắc nha. Cuối cùng cũng là tới đây. Cái nắng to nữa. Con cứ chỗ con ngồi đi con. Thì để mấy đứa nhỏ nghỉ ngơi thì em cũng đi vòng vòng em quay xung quanh cho anh chị em xem. Tại cái chỗ người ta thờ cúng mình không có quay trong được, nó cũng rất là sợ lắm. Thì thôi luôn quay ở ngoài nha. Hôm nay là thứ bảy nha anh chị em. Cái du lịch nó cũng tương đối mà nãy giờ đi thấy đường bộ ít lắm, chắc là mình cáp qua không, thì cáp đi thì nó khỏe hơn nhiều. Còn ở núi đường bộ thì nó cũng hơi đuối nhưng mà nó vẫn có thú vui riêng. Thì anh chị em cứ cân nhắc cách nào mà lên đây tùy theo mình. Cũng đi dùm dòng đêm quay cho anh chị em xem. Này, điện Bà. Rồi. Rồi có cái dốc lên đường lên Phật Niết Bàn. Dòng Niết Bàn và em lên dẫn quay cho anh chị em xem. Dốc cũng cao lắm nha. Thầm đi xuống để qua bên chùa Hang quay cho anh chị xem. Thì mình đi xuống đây, nếu mà đi xuống đây thì mình trả lại cái chỗ nãy, cái chỗ điện Bà nãy nè. Rồi mình đi lên, đó là cái ghe cáp treo đó. Nếu mà đi nào đi mà xuống núi Bà Đen là xuống cái ga này, còn lên đỉnh của Phật Bà kia thì lên đỉnh kia thì nó khác nữa nha. Đó, đây là cái ga treo này.
Ra là mình chán lắm, mình đẹp lắm. Ở đâu rồi ta? Chân ngồi xuống, xuống gần ga cấp treo quá. Đó là cấp treo đó, chùa Hang. Thì muốn chùa Hang phải lên cái đường thang bên phải đó. Đó bên phải bên kia kìa. Đó. Đó là chùa Hang là phải đi này nè. Cái khúc này là khúc gần lên tới chùa Hang nè, còn cái khúc mà từ nhà ga mà lên nó thì cái khúc nó hơi dốc, nên là phải đi làm sao mà hỗ trợ cho mấy nhóc không có quay được. Thì lưu ý chị em đi, nếu mà đi lên chùa Hang thì con nít với người già phải đi những cái đi cái dốc đó thì cũng phải cẩn thận, phải chừng kỹ càng. Té nha con. Đây thì nó đỡ rồi. Rồi sáng lên. Hình dịnh cái này. Đi khúc này khỉ nó nhiều lắm. Hả? Đèn chú lên chị khỉ ăn mong ước cũng tới được rồi đó. Mần ghê chứ. Nhỏ xách từ dưới lên cho nó ăn á, thiệt tình. Hai nhỏ. Xách từ dưới lên tới đây á. Thôi, nó cắn bây giờ. Nó phải con chó luôn nha, nhà ông cánh đuôi đó. Đi xa nó ra, đi xa nó ra, đi xa nó ra đi. Con ăn gì vậy Minh? Ăn chuối hả? Con ăn hả? Con ăn còn kia ăn đi, đưa gần đó, này kia ngoài ăn đi. Không đưa. Còn lên nữa. Thì sau thời gian nghỉ ngơi chơi tí xíu thì mình tiếp tục lên. Tụi nhỏ nó muốn lên chùa Hang, vô hang động xem. Thì có lên mấy cái dốc nữa nha. Trong này thì hang động thì nó mát, nhưng mà mình thì cảm giác mình thấy nó sao ta, mình thấy nó không thoải mái, mình thấy nó sao sao á. Cũng như tham quan quay cho anh chị em xem. Thì trong này là có một cái chùa nhỏ nhỏ trong này. Ta kêu trong hang, kêu là chùa Hang. Tên của khách du lịch là cúng kiến cũng nhiều. Thân cây á. Xuống vào, xuống trước, đi xa đến đi trước chưa? Đi sao đi, để nó đi vô. Thank you.
Xong thì bây giờ mình lên lên thôi, mình lập thang lên tiếp trên là chùa Quảng Âm. Đẹp quá ha. Rồi. Đó, tại đi xuống. Thì này nó mát quá ha. Đó, lên xuống nè. Để ba đi xuống trước đi. Thôi đứng nha. Sao? Từ từ. Cái đứng đi đi. Sao xuống. Thì xuống bậc thang là xuống cái chỗ mấy chú khỉ hồi nãy nè. Thì cho mấy đứa nhỏ nó nghỉ ngơi tí xíu nữa rồi đi xuống. Thì video tới đây xin kết thúc nha. Thì gặp lại anh chị em. Nhớ like, subscribe cho em nhé. Chúc anh chị em cuối tuần vui vẻ.